Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của Hồng Vlog mình nha. Thì video này mình sẽ chia sẻ và nói chuyện với các bạn về cái công việc của mình, một ngày làm việc của mình và công việc kiếm cơm của mình là gì. Thì mình nói thiệt với các bạn là mình là một người đang làm công việc marketing bán hàng. Thì công việc của mình là đăng bài lên Facebook, đăng bài lên Google, đăng bài lên các công cụ tìm kiếm để khách hàng tìm kiếm đến công ty của mình. Sau đó có khách hàng tới công ty hay là có khách hàng gọi điện thì mình sẽ tiếp khách bán hàng. Thì hàng ngày mình sẽ có đi làm từ lúc 6 giờ mình phải đi làm, tới công ty là 7 rưỡi mình sẽ làm. Tại vì nhà mình cách công ty khoảng mười mấy 20 cây số gì đó. Thì công việc của mình như vậy. Thì tới lúc đi về nhà là đã 6-7 giờ rồi. Tắm rửa ăn cơm xong rồi tới 9-10 giờ. Thì các bạn thấy công việc của mình rất là bận, cho nên mình chỉ làm những cái video để mình chia sẻ thôi. Chứ còn các bạn cứ nhắn tin các bạn nhờ mình làm thì mình cũng không thể nào mình làm được. Cho nên mình thứ nhất là mình sẽ, các bạn gọi thì mình sẽ từ chối, hoặc là nếu các bạn gọi nhắn tin nữa thì mình sẽ không trả lời được. Tại vì mình cũng không phải là mình ngồi máy tính hoài, tại vì mình ngồi đây mình đăng bài. Ví dụ như công ty của mình có khách tới hồi trước thì mình sẽ ra mình tiếp khách, mình sẽ bán hàng hay là mình sẽ đi coi công nhân làm việc, rất là nhiều thứ. Thì mình không phải là một người văn phòng ngồi hoài để mình hỗ trợ các bạn gì đấy gì đó, thì các bạn thông cảm cho mình. Thì các bạn nói mình chảnh thì ok, mình chấp nhận là mình chảnh hay là gì đó thì mình chấp nhận hết. Thì các bạn, nếu các bạn hiểu cho mình á thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn các bạn không hiểu thì các bạn có thể bỏ đăng ký này kia. Thì mình đã nói với các bạn rồi, mình không thể nào mình hỗ trợ miễn phí hay là mình mở cho các bạn được. Thì các bạn nếu mình muốn mình giúp đỡ thì các bạn chỉ việc là nói cho mình biết là các bạn cần mở cái gì đó, mình sẽ làm video. Cái nào mà nhiều bạn yêu cầu mình sẽ làm video, mình chia sẻ trên cái fanpage của mình. Chứ còn mà các bạn cứ inbox nhờ em mình mở giùm hay là nhờ mình mở có tiền, nói thiệt đó, có rất là nhiều bạn nhờ mình mở và đưa tiền, nhưng mà mình cũng từ chối bởi vì mình không có làm, vì mình không có thời gian. Ví dụ như bây giờ các bạn thử nghĩ đi, nếu các bạn đi làm ở một công ty nào đó, nếu các bạn đi làm ở một cái công ty nào đó mà trong giờ làm việc các bạn đang làm việc, sếp các bạn đang ngồi đó mà các bạn lại đi làm Facebook cho người khác thì các bạn có bị chửi không? Tất nhiên là bị rồi, đúng không? Thì các bạn cũng nên hiểu cho mình những cái vấn đề đó. Mình không thể nào mà mình đi làm việc kiếm tiền cho một ai đó mà mình lại đi làm Facebook cho các bạn được. Như vậy thì sếp mình sẽ đuổi việc mình thì sao? Thì ok, thì các bạn xem thì các bạn cũng phải hiểu cho mình chứ, mình cũng phải đi làm để kiếm tiền này kia chứ, mình đâu phải là tự nhiên mình đâu có dư tiền đâu. Ví dụ như tiền mình dư luôn á, hay là tiền mình tiêu không hết luôn á, thì mình mới ngồi đây mình làm từ thiện cho các bạn được. Chứ còn mình đi làm, các bạn thấy lúc nào mình làm video mình có mặc cái áo này không? Đây là cái đồng phục của mình luôn, là ngày nào mình cũng phải đi làm. Các bạn, khi mà các bạn thấy mình làm video mặc cái áo này có nghĩa là mình đang mặc cái đồng phục của mình. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái văn phòng của mình làm việc nè. Đây, cái chỗ này là của sếp mình. Rồi bây giờ là ông chưa tới nè, mình tranh thủ mình làm video cho các bạn nè. Đây, thấy không? Đây là cái văn phòng làm việc của mình, nó chút ác thôi à. Thì hôm nay chỉ có mình làm thôi. Thì mình ở đây mình làm. Thì sau khi mà khách tới mua hàng, khách tới mua hàng thì mình phải ra mình tiếp khách này kia. Và ở trong kia có rất là nhiều công nhân làm việc ở trong kia nữa. Thì mà khi mà công nhân gặp vấn đề thì mình sẽ ra mình giải quyết. Thì nói chung là rất là nhiều cái yếu tố. Hôm nay là các bạn cũng phải thông cảm cho mình. Thì nếu các bạn nào các bạn hiểu cho mình á thì các bạn đăng ký kênh theo dõi mình tiếp tục.
Còn các bạn nào mà không muốn hiểu kêu mình chảnh hay này kia thì các bạn có thể bỏ đăng ký kênh. Tại vì làm YouTube cũng phải của mình á, nói thiệt với các bạn á, nó chỉ vì đam mê thôi chứ cũng nó không cũng không phải là cái lý do mà kiếm tiền chính. Nếu mà YouTube mà có lý do kiếm tiền chính của mình thì chắc chắn là mình sẽ mỗi ngày mình sẽ ra một video, mỗi ngày mình sẽ ra một video để mà kiếm tiền. Chứ còn cái này giờ mình cũng không có thời gian để mình làm video luôn. Một tuần hoặc là có khi là 10 ngày mình mới làm một cái video. Thì các bạn cũng đủ biết là mình bận bịu cỡ nào rồi. Tại vì là cái này á, mình làm video trên YouTube này để giúp đỡ mọi người hay là để chia sẻ những kiến thức mình biết. Chứ mình cũng không phải là làm YouTube để kiếm tiền nhiều đâu. Thì đương nhiên làm YouTube nó cũng phải có một ít tiền, một tháng mấy trăm ngàn hay là một tháng 1-2 triệu gì đó. Chứ còn mà mình mà ví dụ như có những người họ tập trung họ làm YouTube, có những người họ tập trung họ làm YouTube á, thì cái số tiền đó nó sẽ lớn. Ví dụ như là một tháng 100 triệu. Chứ còn một tháng mà 1-2 triệu nó cũng không bằng cái đi làm công cho người ta. Ví dụ như mình đi làm công cho người ta với cái kiến thức mà marketing của mình, mình đi làm cho người ta có thể lương tháng 10-20 triệu chẳng hạn, thì theo các bạn á, thì 3-4 triệu nhầm nhò gì đâu. Chẳng lẽ mình đi bỏ một tháng 20 triệu đi làm cho người ta mà mình đi làm cái YouTube để mình ngồi mình đi làm giùm các bạn, rồi mình đi ngồi mình làm YouTube kiếm tiền tháng 3 triệu, nó lại tào lao. 3 triệu nó đâu có đủ cho mình tiêu một tháng đâu. Thì đó, thì video này mình sẽ tâm sự như vậy, thì các bạn hiểu thì các bạn theo dõi mình, thì mình sẽ cố gắng ra những cái video có ích cho các bạn xem. Thì ok, mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn có một ngày học tập làm việc vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.